Thưa quý vị, đã xác định được người phát tán đề thi môn ngữ văn kỳ thi Trung học Phổ thông. Đó là một thí sinh thuộc Hội đồng thi của tỉnh Cao Bằng, thông tin Cục An ninh Chính trị Nội địa, Bộ Công an. Theo đó, thì thí sinh trên đã sử dụng điện thoại iPhone 11 chụp ảnh đề thi sau khi phát đề khoảng 15 phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh sau đó được đăng tải và lan truyền trên các trang mạng xã hội. Hiện Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng và những địa phương liên quan để xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật, tham mưu với ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, chỉ đạo hội đồng thi các tỉnh thành phố khắc phục những sơ hở trong khâu coi thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gian lận bằng thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ cao trong kỳ thi. Và ngay sau khi có thông tin về vụ việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó các trưởng điểm thi tăng cường nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, yêu cầu cán bộ coi thi giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là sử dụng các thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi.